Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Thế Giới Mã Vạch. Trong video hôm nay, em xin hướng dẫn mọi người cách thiết lập chế độ lột nhãn tự động trên máy in mã vạch Rin 4012 BLM cộng. Mọi người cùng em theo dõi và thực hiện các thao tác sau nha. Rồi đầu tiên mình sẽ mở nắp đầu in lên và mở bên hông nó có cần gạt. Sau khi mở thì máy sẽ báo lỗi là mở đầu in, thì mình nhấn nút bao. Rồi tiếp theo mình sẽ lột phẩm bài container. Mình sẽ luồn vào cái trục ở dưới, cái trục màu trắng. Rồi tiếp theo mình sẽ luồn lên phía trước ở dưới trục màu đen, nằm ở phía dưới trục màu đen. Sau đó sẽ kéo con gạt để cố định giấy lại và tiến hành đóng nắp đầu in lại. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại chế độ lột nhãn bằng cách nhấn nút bao, nhấn cùng lúc menu fit, sau đó nhấn nút enter, nhấn tiếp nút fit để đổi về chế độ peel up, sau đó nhấn cùng lúc enter bao để về màn hình ready. Rồi chúng ta cùng in thử. Sau khi lột nhãn thì máy mới lên tiếp. Như vậy là vừa rồi em đã hướng dẫn đến mọi người các thao tác thiết lập chế độ lột nhãn tự động trên máy in mã vạch Rin 4012 BLM cộng. Với những thắc mắc cần hỗ trợ cụ thể hơn hoặc mọi người cũng đang quan tâm đến dòng máy này cần tư vấn, mọi người hãy liên hệ cùng Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 1438 hoặc truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người hãy cho em một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.